Tuyến tỉnh lộ 725 đi qua địa bàn tại thôn 1, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm. Cứ mỗi khi trời mưa, đường lại biến thành ao như thế này. Đoạn đường dài chưa đầy 100 mét, nhưng mỗi khi trời mưa, tạo thành những ổ voi, ổ gà, trơn trượt và lầy lội. Toàn bộ mặt đường phủ bằng bê tông nhựa nóng đã bị bào mòn, sụt lún, có đoạn sâu đến gần nửa mét, lầy lội và trơn trượt, gây rất nhiều khó khăn cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Đoạn đường này là một khúc cua, cách trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân xã Lộc Ngãi hơn 500 mét. Đường bị xuống cấp nên các phương tiện tham gia giao thông phải tránh nhau. Nguy hiểm nhất là vào ban đêm, người điều khiển phương tiện giao thông rất dễ xảy ra tai nạn giao thông khi bị sụp ổ voi, té ngã. Theo phản ánh của người dân tại đây, thì mặc dù đã nhiều lần kiến nghị đến chính quyền địa phương và ngành chức năng, nhưng đến nay, đoạn đường này vẫn chưa được khắc phục, sửa chữa. Đây là tuyến đường giao thông huyết mạch đối với các địa phương của huyện Lâm Hà, Di Linh và Bảo Lâm. Mỗi ngày trên tuyến đường này có đến hàng trăm lượt người và phương tiện qua lại. Vì vậy, ngành chức năng và chính quyền địa phương cần sớm khắc phục, sửa chữa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thông đi lại của người dân địa phương, đặc biệt là trong giai đoạn mùa mưa như hiện nay.